trứng này, cộng đường, cộng bột mì, đánh tan. Bắt đường lên. Nên là cho vào hết rồi thầy. Đâu, có ba cái đấy. Cái nào bảo ghi nào chép như thế. Trứng chắc. Cộng đường, cộng bột mì, cho vào đánh tan lên. Bột mì 40g. Đấy, lấy cái ngoài lên đá. Hết rồi, từng gram thôi. 40 thôi nhá, 40g thôi. Ngoài đi, ngoài đi, ngoài đi. Chứa 500ml, chứa 400 với 100 kem đi, cho nó vậy. Chứa 400 với 100 kem. Chứa kem thôi, đủ to thôi. Bột mì luôn. Bột mì đúng rồi, cho vào luôn, ngoài đi. Chị mì kem luôn chứa 400. 400 sữa cộng 100 kem. Rồi thôi, thế thôi, xong rồi. Bây giờ 500 sữa đổ vào xong. Đổ vào đây thầy. Đổ đấy. Xong cho lên bếp đun. Rồi, bắt lên bếp. Đun sôi nha. Sau khi sôi sữa bỏ vào đây, bỏ vào hỗn hợp, ngoáy đều. Đổ đi, vừa đổ vào ngoáy, từ từ nó bắn. Đổ hết ra, đổ hết ra. Ngoáy nhẹ thôi. Rồi, để vào xong rồi. Ngoáy đều, sau khi ngoáy đều lại đổ ngừ vào xong. Rồi, thế thôi. Nó có cho cái phần nó lẫn rồi. Lại đổ ngừ vào xong. Vét sạch xuống. Lấy đường. Ngoài bê lên này, lên này. Cho vào bếp, tắt ra, vào cái bếp này. Rồi cho nhỏ lửa, đứng lên ngoài đều tay. Rồi mang lên ngoài, mang cái lồng người trong đó. Đứng quấy liên tục. Quấy từ ngoài vào trong, từ trong ra ngoài, quấy liên tục. Rồi bây giờ nó đặt lại thôi. Rồi dốc thành là được. Dốc thành như nào là gọi là dốc thành, là bỏ ra. Đấy gọi là dốc thành. Xong chín bỏ ra cho 10g bơ với lại. Bây giờ quay làm gì còn vậy? Thơm nhỉ?